Hello, hello. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh YouTube của Tính Tìm Tòi. Ở lần trước thì Tính đã làm một cái video chia sẻ những điểm mà Tính thích và không thích ở cái đôi giày Adidas Provia này. Thì các bạn có thể xem lại video bằng cách nhấp đường link ở phía trên cũng như là xem cái phần đề xuất video ở phía bên dưới. Thì hôm nay thì qua một số cái comment cũng như là một số cái yêu cầu của các bạn thì các bạn hỏi on fit trên chân thì như thế nào? Thực ra khi đi mua giày Tính cũng vậy nữa, tính trước khi mua giày thì Tính hay xem trên mạng trước. Thì Tính xem cái gì? À, Tính xem coi nó có khi mà trên chân, khi mà mình mang thì nó sẽ đẹp trông như thế nào. Tính chưa nói về cái việc là nó êm ái hay gì đó nữa ha. Thì cái mặt nó đẹp, nó có style, nó có phù hợp và khi mà phối đồ nó có ok, có ổn hay không. Thì Tính mới làm cái video on fit này thì dựa trên những cái video Tính đã quay được thì mời các bạn cùng xem nha.